Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống đã đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Bất ngờ chợt một ngày bốc làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, dù từng ngày phải lo xa. Ôi thôi nghĩ suy sợ mệt quá. Hãy ở bên cha dù thời gian qua, chưa hay trách con, chưa hay mắc lạc. Để rồi khi ta chung một nhà, hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quên ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chia tiếng cười hà. Bên cha được buồn rơi xa, cho con chúng ta không bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Rồi rồi, dạ dạ dạ. Rồi quyết định vậy hả anh ba? Quyết định vậy hả? Rồi rồi rồi. Bye ba. Má lạnh lắm hay sao? Sao ba rung dữ vậy? Tại má lạnh. Không sao ba, không sao. Ba ơi, ba đừng lo nha. Có tụi con ở bên cạnh ba rồi. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Nếu mà nhận nuôi hai đứa nhỏ là anh hoàn toàn mất tự do đó. Tôi đã suy nghĩ kỹ, mong cô tác thành. Được rồi, theo quy định á, anh có 15 ngày thử thách. Trong 15 ngày đó, chúng tôi sẽ xem xét về tài chính, về các mối quan hệ của anh. Nếu ổn thì không sao, nhưng mà nếu có vấn đề gì á, là anh sẽ mất quyền nuôi con và thậm chí sẽ ở tù. Ủa cô, mất quyền nuôi con sao lại ở tù nữa hả cô? À, cái này là tôi nói hơi quá. Trường hợp ví dụ như anh ngược đãi trẻ con hoặc là anh bạo lực, hiểu không? Cái này là lo hơi xa đó. Tôi hiểu rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ xác nhận cho anh ở đây. Rồi anh qua ngày. Phòng kế bên, anh làm vài thủ tục nữa là có thể đưa mấy đứa nhỏ về. 15 ngày thì 15 ngày. Dạ cảm ơn cô. Vậy là xong rồi đó tụi con. Yeah! Vậy là tụi nay sẽ ở bên nhau rồi ba. Ba Tùng, hay là bây giờ mình đi ăn mừng đi. Đúng rồi, đi ăn mừng nha. Dạ, đi. Yeah. Cảm ơn cô. Đi, đi con, đi con. Khoan. Dạ. Đi qua bên đó mà không lấy giấy xác nhận rồi làm sao? À, dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Đi con. Thưa cô đi, đi con. Dạ, cô chào con đi. À, đi con, đi con. Cứ chừng té nha con. Dạ. Một thân tự do sướng không chịu. Tự nhiên thích đâm đầu vô hoàn cảnh gà trống nuôi con chi không biết. Bình ơi, em khát nước không? Để chị rót nước cho. Dạ, cảm ơn chị. Thôi, để đó tôi rót cho. Rót rồi đổ tùm lum nữa, rồi mất công lao nữa. Đâu đây? Ây, chà. Nè. Cảm ơn ba. Rồi, uống đi. Ây. Theo quy định á, anh có 15 ngày thử thách. Trong 15 ngày đó, chúng tôi sẽ xem xét về tài chính, về các mối quan hệ của anh. Nếu ổn thì không sao, nhưng mà nếu có vấn đề gì á, là anh sẽ mất quyền nuôi con và thậm chí sẽ ở tù. Ba khát nước không? Con cho ba uống nước nè. Rồi, cảm ơn. Cha hôm nay giỏi quá ta. Dạ. Uống xong rồi mới rót cho ba uống, mới mốt phải mời người lớn uống chứ, biết không? Dạ. Cảm ơn nghe. Vậy là từ nay ba không bỏ tụi con đi nữa rồi. Con hứa là từ nay sẽ ngoan để ba Tùng không phải đi tù đâu. Trời đất ơi, bà muốn tôi đi tù lắm hả? Hả? Bà muốn tôi đi tù lắm hả? Đâu có đâu. Nếu ba Tùng đi tù á thì ai lo cho tụi con? Tụi con sẽ ở bên ba Tùng suốt đời luôn. Ôi nghe đã quá trời luôn à. Dạ. Nè, muốn mà ở chung với ba Tùng suốt đời á là hai đứa phải ngoan thiệt ngoan nghe chưa? Dạ. Ba không tin tụi con hả? Thì tụi con sẽ biết 100 lần câu. Con xin hứa. Thôi, tôi tin mà. Đàn ông hứa là phải giữ lời nghe chưa? Dạ. Như vậy. Ba ơi, ba đừng bỏ tụi con nữa nha. Con thương ba lắm. Ba hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ rời xa tụi con nữa. Thiệt không ba? Cảm ơn ba. Dạ, ăn.
Nè 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 nè. Đừng có giỡn, trời ơi giỡn hồi té nữa rồi khóc đi nghe. Ba ơi, ba làm trứng cho con. Mà ba phải làm chiên chín lòng đỏ nha. Mà chiên sống á là con đau bụng á. Biết rồi, bên này là chiên chín không được chiên sống. Dạ, còn con thì sao ba? Còn con là chiên sống không được chiên chín. Ủa, làm vậy con ăn đau bụng thì sao? Giỡn mà, hai đứa ăn chín hết. Dạ. Sắp có rồi đó nha. Dạ ba. An ơi An, con chạy ra ngoài coi ai bấm chuông kìa. Dạ. 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 À, chị Vy. Vô. Ủa Bình đâu? Ủa Vy hả? Đây rồi. Cho mọi đứa một cây. Dạ, cảm ơn chị Vy. Ba đâu? Ba Tùng đâu? Dạ. Đây nè, đã đang nghe nghe. Trời chú. Trời đất ơi. Lần đầu tiên con thấy chú như bộ dạng này. Có gì đâu cười trời. Trời vui quá à. Chú nấu được không vậy? Trời ơi, làm đồ ăn xong hết cho tụi nó nhỏ rồi kìa. Quên kia ngồi. Dạ. Dạ đây. Ủa chú. Hả? Con nghe nói chú đang làm thủ tục nhận nuôi hai đứa nhỏ hả? Ừ. Mà cũng chưa chắc nữa. Phải có 15 ngày thử thách. Thôi tao nói nuôi chó nuôi mèo dễ, nuôi hai đứa nhỏ khó khăn lắm. Lớ quớ là phạm pháp chứ không giỡn đâu. Trời đất ơi. Con thấy có gì đâu khó. Dễ ẹt à. Với lại nít vợ tự lập hết trơn rồi. Chỉ cần chú cố gắng thôi là được. Đúng không? Đúng rồi, em còn biết dọn nhà nữa đó. Còn con có thể tự tắm luôn á. Ồ, giỏi quá. Nói chung là tất cả chúng ta đều phải cố gắng. Cố gắng! Cố gắng! Cố gắng! Không, 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 không. Không, anh đừng, 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 đừng. Anh đừng cố gắng. Anh đừng cố gắng. Anh không cần phải cố gắng. Anh cố gắng làm cái gì? Nè, cái cô giống như má tôi vậy đó. Tự nhiên tôi cố gắng là chuyện của tôi. Sao tự nhiên cản tôi cố gắng là sao? Không, anh đừng có cố gắng. Em không muốn anh cố gắng trong cái chuyện này đâu. Ủa mà sao tự nhiên xong 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 vô nhà tôi được hay vậy? Ai biết thấy cửa không khóa vậy? Trời ơi, sao không chịu khóa cửa lại con? Anh mà cố gắng như vậy là không được. Không được. Hai đứa, hai đứa lại cô Linh đó nha. Con muốn đi chung với bà Phù Thủy đâu. Nè, tại sao em lại nói cô là Phù Thủy? Ừ. Nhưng mà cô ác quá. Đó, hay không? Ăn ở làm sao mà để cho tụi nhỏ có ác cảm với mình vậy? Tùng ơi, hãy đứa nhỏ nói chuyện là em tổn thương á. Em không có ác. Em không có ác. Cô nói nghe nè. Cô Linh á, không phải là cô Linh á. Cô Linh ghét bỏ gì hai đứa đâu. Cô Linh hai thương hai đứa con lắm luôn á. Cô quá ác luôn á cô. Đúng rồi cô. Cô đâu có làm gì đâu mà ác. Nhưng mà thật sự là hai đứa con không ở đây được. Không có thể nào ở sống chung với lại chú Tùng được. Chú Tùng không thể nào nuôi hai đứa con được. Ủa mắc gì nuôi tụi nó không được? Mắc gì tôi không có đủ thẩm quyền tôi nuôi tụi nó hả? Anh ơi, anh phải nghĩ tới sự riêng tư của anh. Anh phải nghĩ tới hạnh phúc của anh. Anh có biết là từ khi hai đứa nhỏ xuất hiện là ảnh hưởng tới sự riêng tư của em với anh lắm không? Cái gì vậy trời? Tôi với cô có gì đâu mà riêng tư mà ảnh hưởng gì đâu hả? Cô ăn nói chuyện kỳ cục vậy? Thì tương lai là mai mốt nó như vậy mà. Tụi mình chỉ là hàng xóm thôi mà làm cái gì đâu mà nói chuyện giống như là nhưng mình... mà không được. Anh nhận hai đứa nó nhỏ rồi em sao? Cô sao kể cô chứ trời? Sao tự nhiên mà bắt tôi phải lo cho cô luôn là sao? Nhưng mà không biết anh trả hai đứa nhỏ về trung tâm đi em. Nè, cô Linh. Cô Linh, tôi góp ý một cách rất là nghiêm túc nha. Tôi nhận nuôi hai đứa nhỏ bằng cả tấm lòng của tôi. Cô không có quyền gì mà bắt tôi phải đem nó về mà trung tâm gì tào lao vậy trời. Cái chuyện tôi nhận hai đứa nhỏ là chuyện của tôi. Chuyện của cô là ở nhà của cô có hai đứa nhỏ thì cô về cô lo đi. Tự nhiên xong vô nhà người ta còn bắt người ta không được cố gắng. Bắt người ta không được nuôi hai đứa nhỏ là sao? Anh làm em tổn thương quá. Anh làm em tổn thương quá. Ai tổn thương? Em tổn thương. Cái gì mà tổn thương? Hả? Hả? Sao mà tổn thương? Con bị tổn thương. Bây giờ nè, tao báo cái chuyện này là mày mới là tổn thương nè. Nha. Ủa mà sao vô nhà được hay vậy chú Đức? Con này, nó không khóa cửa, tao nhào vô được. Trời ơi, vô nhà tao không chịu khóa cửa luôn à. Tao báo cho mày nghe một cái tin rất là hãi hùng. Tin gì? Con mày đó, thằng Thắc Nơ đó. Thằng Winner. À, quên Winner, thằng Winner đó. Nó bị cái gì? Nó bị té xe. Trời đất ơi. Tao nhớ không nằm là người ta đưa nó lên cái xe còi hụ á. Winner. Winner đi đi. Winner. Trời ơi. Mày đâu giờ trong trời ơi. Trời ơi chú ơi, ở trong bệnh viện nào? Bệnh viện nào bệnh viện mày? Mày đứng kìa. Đi qua kìa. Cái gì vậy chú? Tao nói mày đứng kìa. Trời ơi, chú phải xác định rõ ràng. Xác định cái gì mà xác định? Người lớn có làm cái gì ghét nhưng mà con nít nó vô tội chú à. Một mình cổ làm sao cổ làm được. Sao mà mày đi biết tao vô tội? Sao mày biết tao vô tội? Đứa gì đó. Cái gì vậy trời? Ba. Sao ba của con lại bị cái gì kỳ cục vậy?
Trời ơi, cái gì vậy chứ, khóa cửa luôn vậy? Nếu mà tao không bày cái mưu kế này á, làm sao tao đuổi nó đi hả? Ủa là làm sao chú? Thì đâu có bị gì đâu, thằng Winner con nó đó thì cũng có té xe, mà té xe có chút xíu à, bị té xe đạp nặng vậy, nó đập cục đá té à, nó chạy chút xíu thôi. Có nằm bệnh viện không? Không, tao dựng chuyện. Bây giờ Winner nó đang ở đâu? Nó ăn ở nhà con Búp á. Ủa nhận Búp là con nào? Con Búp nhằm quản lý, phó quản lý chung cư mình. Trời ngủ, ngủ mà cứ Búp hoài. Trời ơi ba, cái gì? Có dựng chuyện gì vậy? Tao muốn nói chuyện riêng với thằng Tùng. Mày dẫn hai đứa nhỏ đi xuống công viên chơi. Yeah, đi xuống công viên chơi gì ơi. Dạ, mời chú dùng nước. Ừ, cảm ơn. Ủa mà có chuyện gì thấy chú căng thẳng quá vậy chú? Căng thẳng thì không có căng thẳng, cái chuyện này nó cũng là bình thường thôi hả? Dạ. Cái giờ cái gì giỡn là giỡn, cái gì nói thật là nói thật, đúng không? Chú giỡn hay chú thật con không biết thiệt. Hôm bữa chú bắt con xuống gặp bà nụ, xong rồi chú đòi thưa công an con tưởng chú giỡn, ai về chú làm thiệt đó chú. Đâu có, cái gì nó đâu ra đó, nhìn kỹ chút xíu là biết là giỡn liền ha. Nhưng mà cái này đã bắt đầu là nói thật nè, chứ ai đâu mà nói giỡn. Dạ dạ. Thấy không, cái gì mà giỡn là chú nói chú giỡn, ở đây là chú đang chuẩn bị nói thật mà. Bây giờ như vậy nè, con đem hai cái đứa nhỏ về con nuôi, con chăm sóc, con dạy dỗ, con cưu mang tụi nó tốt. Nhưng mà con có nhắm rằng là con sẽ nuôi tụi nó cho đến lúc trưởng thành không? Dạ con sẽ nuôi tụi nó chứ, đó là trách nhiệm của con mà chú. Hả? Con chắc chắn? Dạ. Con cho đó là trách nhiệm của con. Dạ. Tự nguyện đó là trách nhiệm của con. Dạ chú ơi, tại vì ba má của nó là bạn thân của con, nó mất cha mất mẹ, giờ con có trách nhiệm lo lắng cho tụi nó thôi chú. Lòng tốt chú hiểu mà. Nhưng mà chú nói con nghe, hoàn cảnh của chú nè, cũng gà trống nuôi con. Chú nuôi con chú từ lúc còn đỏ hỏn cho tới bây giờ, một tay một mình chú nuôi. Chú hiểu lắm. Nhưng mà còn con hả? Con không thể nào so với chú được, bởi vì chú là nuôi con ruột chú. Còn con còn trẻ mà, rồi đấy con cũng phải có vợ với người ta chứ. Nhưng khi con có vợ rồi thì vợ con cũng phải sanh con đẻ cái chứ. Sanh một đứa, hai đứa, ba đứa, rồi thêm hai cái đứa con đang nuôi hiện giờ, tình thương con san sẻ làm sao hả con? Rồi liệu cái người vợ của con sau này họ có chấp nhận một người đàn ông như vậy không hả? Nước mắt trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Đưa con đi con. Ba ơi, con muôn này. Con nào? Con này nè. Trời ơi, cái này 1.900.000 lận. Không, con kiếm con khác đi. Con qua con khác, qua mấy cái trang khác. Không, không muốn con này. Trời ơi, tiền đâu mua con này tới 1.900.000 lận. Con mắc lắm. Nha, cứ kiếm con khác đi, con khác rẻ rẻ. Con kiếm con chừng 190 hoặc là 19.000 vậy đó, ba mua luôn cái rẻ cho con liền. Nha. Không, không muốn con này à. Đến, ba đã nói ba không có đủ tiền để mua rồi mà. Tại sao cứ đòi hoài vậy? Trời, nhà ba ở như vậy mà ba không có đủ tiền để mua. Trời ơi, nói chuyện với người lớn vậy trời. Nhà tôi ở như vậy rồi, hôm nãy giờ tôi bán nhà tôi đi mua đồ chơi cho mấy người hả? Dạ. Trời ơi, con chơi lớn vậy luôn hả? Bán nhà đi mua đồ chơi cho con, rồi xong rồi mấy cha con mình ra ngoài đường ở hả? Nha, kiếm con khác đi Thương. Ngoại trừ con này con kiếm bất cứ con nào, ba hứa ba mua cho con hết. Không phải là con này thôi, kiếm đi. Rồi, con nào? Dạ, con này. Con này đúng không? Con này thì rẻ hơn con hồi nãy. Con này 1.850.000. Rẻ hơn 50.000. Chà, sao nhỏ mà chỉ đồ lớn không vậy con? Rồi thôi, lỡ hứa là phải giữ lời. Bấm bụng đó. Yeah.
Ủa bé An, con lựa một món đi. Dạ thôi, con không chơi đâu. Ba để dành tiền mua đồ chơi cho bé Bình là được rồi. Trời ơi, tiền học, tiền điện, tiền nước, tiền ăn tháng này quá trời quá đất thâm hụt rồi. Than thở. Làm gì than dữ trời. Ê, thôi thôi thôi, mấy người đâu phải trong hoàn cảnh của tôi, cho nên làm ơn đừng nói. Và làm ơn đừng đăng Facebook giùm tôi nha. Tôi hiểu cái hoàn cảnh của ông rồi. Tôi biết á, bây giờ ông con cái đùm đùm đệ đệ như vậy đó, mà ông lại không có vợ để mà chăm sóc lo lắng cho tụi nó, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ ông phải kiếm vợ đi. Ông Tùng, bây giờ tôi đăng ký cho ông cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để cho ông kiếm vợ chăm sóc cho mấy đứa con rể của ông. Được, được đúng không? Thì đi. Tham gia với ai? Với ông á hả? Tào lao, thôi 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 thôi. Trời ơi, tôi thấy vô đây nhức đầu lắm rồi, đừng có nói ra ngoài nữa mà. Tôi mà tham gia cái chương trình đó hả? Tôi luôn quyền linh đó. Sao không biết? Cậu Tùng, cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Tại sao lóc của cậu Nam bán được 12 tầng, còn lóc của cậu một căn bán không được là sao? Hả? Sếp, sếp thông cảm cho em đi sếp. Tại vì cái lóc A của em nó nằm ngay cái đường điện cao thế, vị trí nó quá xấu, không phải là lỗi cho em đâu sếp. Ai mà dám mua hả sếp? Trời ơi, khó khăn lắm, cái vị trí quá xấu là không phải lỗi em. Em đâu có chọn, bên ban giám đốc đưa em mà. Ý cậu nói sếp tổng không biết kinh doanh đúng không? Thôi được rồi, tôi sẽ báo cáo sếp tổng về việc này. Bài em thôi thôi giờ em không nói nữa. Anh mét sếp tổng tội nghiệp em nữa. Trời ơi, bên cuộc đời của em thì nó đau khổ lắm, nó rắc rối lắm mày anh ơi. Vậy là ý cậu nói tôi không biết kinh doanh, không biết buôn bán, không biết làm ăn. Cậu chê tôi là thiển cận, là ấu kỹ ấu trùng đúng không? Cái đó anh nói mà không có nói luôn á. Cậu hay lắm, cậu giỏi lắm. Tôi quyết định rồi, tháng này tôi tăng lương cho cậu. Ô, tăng lương luôn hả? Ủa là sao sếp? Tăng lương cho cậu Nam. Tăng lương, chịu đi, chịu đi. Cái gì vậy? Sếp ơi sếp, cái dự án của Nam làm là em là người làm đầu tiên. Em có công đem cái dự án đó về công ty mình, em là người có công lớn nhất mà sếp. Sếp mới hứa với em được tăng lương cho em, giờ tự nhiên tăng lương cho Nam là sao sếp? Cậu làm công ty đi xuống, tôi chưa đủ việc cậu là may lắm rồi, đòi tăng lương cái gì nữa hả? Sếp là người hứa tăng lương cho em, bây giờ bao nhiêu tính toán của em trong tháng này phá sản hết hay sao sếp? Đó là chuyện của cậu, còn tôi không tăng. Ai dám không tăng lương cho Tùng? Xin Hường hiểu cho Tài, cậu ta làm việc quá chip, quá cẩu thả. Ai đời mấy tháng trời không bán được một lô đất nào hết trơn á. Sếp tổng á, khiển trách Tài. Cái chiếc ghế giám đốc nhân sự nhỏ nhoi này bị lung lay dữ dội. Nghĩa? Không, rất xịu cho Hường. Nói như vậy là bậy hết sức. Đó là sếp mà không hiểu hết nhân viên mình, hiểu sâu sắc về một người nhân viên tiêu biểu như Tùng. Ai nói là Tùng không bán được, không làm việc được? Tùng sắp bán được 10 lô đất của dự án Địa Kim. Làm gì có ai mua đâu. Có chứ, một nữ doanh nhân xinh đẹp và đầy quyền lực. Nữ doanh nhân xinh đẹp đầy quyền lực? Ai? Ai ngoài Hường? Hả? Thằng Tùng nó giỏi thiệt. Chúng ta nâng ly chúc mừng sự hợp tác thành công của Mộng Hường và Thành Tài đi. Hường sẽ mua, nhưng với một điều kiện. Dạ em cảm ơn chị, nhờ chị mà em được lên lương. Dạ, em mời chị. Không có gì đâu. Dạ. Tại Hường nghe nói là Tùng đang gặp khó khăn, cho nên Hường nghĩ là mình chỉ góp một công sức gì đó để giúp đỡ Tùng được thì mình làm thôi. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà Tùng phải đồng ý một việc. Việc gì cũng được, ngoại trừ một việc.
Hương thấy vậy nè, mình cũng đâu còn nhỏ nữa mà chơi trò đón chữ với nhau. Tùng thì đang độc thân, còn Hương ở có một mình thôi. Tại sao chúng ta không chọn cách đi về cùng nhau, ở chung một mái nhà với nhau? Dạ Em nếu như mà Tùng không đồng ý thì tôi sẽ rút lời lại đó nha. Rút thì rút. Tôi không cần. Tùng, em bỏ đồ chơi vô đi, ba sắp giờ rồi, nhanh lên giúp chị cái coi. Nhờ có chút xíu mà cô không được nữa, lần sau cháu không thèm nhờ nữa đâu. Chị ơi, em đau họng quá. Đau họng thì có liên quan tới việc dọn dẹp đâu. Ủa, có liên quan chứ. Liên quan tới việc lười thì có. Ủa sao chị biết hay vậy? Chị mà. Dọn vô đi. Đưa đây cho chị. Không, của em. Đưa đây cho chị. Không. Đưa đây. Đồ chơi của em à. Em có tin không? Chị bắt em quỳ gói bây giờ. Đưa đồ chơi đây cho chị. Đưa đây. Cái kỳ quá. Đưa đây. Có gì vậy? Sao tự nhiên khóc vậy con? Ba, con kêu nó dọn nhà mà nó không chịu. Ba đánh đòn nó đi. Trời ơi, mà sao em không dọn? Sao tự nhiên quýnh em chi tội nghiệp em vậy? Nó lười biếng lắm ba. Nên. Trời ơi, con trai còn khóc nước mắt lum la vậy. Sao con không dọn phụ chị? Con có dọn cho bộ mà tiểu quýnh con. Không được quyền quýnh em hay chưa? Con đâu có quýnh nó hồi nào đâu. Ủa, chị không quýnh sao nói chị quýnh? Chị có quýnh con không? Con đó. Con không có quýnh mà. Chị không có đánh là không việc quyền dựng chuyện lên nghe chưa? Lúc này chị cầm cái chổi lông gà chị quýnh con. Đâu, chị cầm cái chổi lông gà chị quýnh con sao? Chị quýnh như thầm thầm á. Trời đất ơi, cầm chổi lông gà nó quýnh em vậy luôn hả? Con đâu có quýnh nó đâu, tại vì nó không chịu cắt đồ chơi chứ bộ. Nè, tại sao không cất đồ chơi hả? Tớn lời mà. Trời ơi, làm biến còn khoe nữa. Làm biến con lười mà nữa trời. Ủa? Ai dọn nhà mình vậy con? Dạ con đó bà. Con làm á hả? Dạ. Bà khát nước không? Bà uống miếng đi. Một mình con làm? Dạ. Ủa? Ôi trời đất ơi, sao con gái tôi giỏi dữ vậy trời. Cảm ơn bà. Ủa mà tại sao con biết làm? Dạ, mẹ Dương chỉ chị đó ba. Mẹ Dương có chỉ con không? Dạ có. Có sao con không phụ chị con? Dạ tại con lười. Trời ơi. Nè, mẹ mốt thấy chị mình làm là phải vô phụ chị liền, biết không? Dạ. Hứa không? Học mèo, từ nay về sao thấy chị là phải phụ chị nghe chưa? Dạ. Thôi nghỉ đi con. Nghỉ đi, được rồi. Được rồi. Nhà sạch dữ lắm rồi. Lần đầu tiên mà nhà mình sạch sẽ vậy đó. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Thôi bây giờ vậy, để thưởng cho sự siêng năng của các con, ba sẽ dắt các con đi xuống công viên dạo mát và tụi mình sẽ cùng nhau đi ăn kem. Yeah. Quang hô cái gì, đi vô rửa mặt đi.
Trời ơi, con trai gì đâu khóc mắt mũi chèm nhem. Mẹ sinh ra vốn áo sồi, trốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi, nhép miệng dăm ba con kiến gió, nghiến răng chuyển động bốn phương trời. Hay hay quá, mình làm thơ hay thiệt á. Trời đất ơi, ông nghĩ sao ông ngồi giữa công viên và ông làm thơ mình, ông nghe vậy đó hả? Rồi mà ông nghe hay không? Ở đó mà hay. Sao không hay? Thơ con cóc. Đúng rồi, bài thơ nói gì con tóc á. Trời đất ơi, chơi với ông bao nhiêu năm sao tánh ông sao ông không bỏ. Người ta ở không á, người ta đọc báo, đọc sách, người ta mở mang kiến thức. Như tôi nè, mỗi ngày tôi đọc trên báo, tôi thu nạp biết bao nhiêu những cái chuyện, những cái kiến thức vào trong đầu của tôi. Ồ vậy hả? À, rồi lâu lâu tôi cũng có đọc. Tôi mới đọc bài báo bữa nay nè, có hai cái tin ông. Trời ơi, không thể con tưởng tượng được tại sao bây giờ. Sao họ ác quá trời ác ta ơi, không mà biết họ nghĩ sao mà họ ác dữ vậy. Mà ác sao? Cái con khỉ nó có tội tình gì đâu. Làm sao đâu? Phải không? Mà đánh lên sống lưng của nó sao mà nó bị liệt nguyên cái phần dưới, nó cà lết mà vậy vẫn lấy cây đánh, vẫn lấy cây đánh. Còn ác không? Rồi cái thứ hai mới là thấy ghê nè. Sao, sao sao? Cái thứ hai mới quan trọng. Cái thứ hai là cái chuyện mà cái thằng đó nó được cái ông đó nuôi. Cha nuôi thôi chứ con nuôi thôi. Ông nuôi cho tới lớn, nó biết được tài khoản của ổng để dành được khoảng ba mấy bốn chục triệu gì đó. Ông nghĩ coi à, nó dám giết à? Giết ông luôn. Tôi giờ tôi suy nghĩ, tôi thấy nghe ở trong cái chung cư nè, Tùng thằng Tùng coi chừng, thằng Tùng nó coi chừng, nó sẽ bị. Mới gì vậy cha, nó sẽ bị các bạn. Chào con Tùng. Chào. Chào ông. Dạ con chào hai ông. Dẫn tôi nói đi chơi dạ. Ha. Nhưng mà nói nghe trước khi đi đó, cho ông Đức nói chuyện với ba tụi con chút xíu hả? Dạ. Được không? Bây giờ tụi con qua này chơi đi. Đi đợi chút xíu con nha, nói chuyện riêng, chuyện người lớn nha con. Dạ. Giỏi, giỏi. Đi chơi nha, không có chạy lung tung nha. Nè. Dạ. Hồi sáng này á, tôi có đọc báo nghe không? Nó nói một cái tin nghe thì ghê lắm. Ủa tin gì vậy chú? Con nuôi nó giết cha nuôi. Nó lấy 40 triệu trong tài khoản đó. Cho nên chú mày coi mà suy nghĩ lại cho kỹ đi. Đừng có bày đặt mà nuôi tụi nó. Nuôi ông tai áo, nuôi khỉ dòm nha. Bài báo đó con đọc rồi. Ba cái tin lá cải đó nó gỡ xuống rồi. Trời ơi. Ông nói đúng đó. Mình phải biết lo xa. Mấy đứa mà bị sốc tâm lý kiểu này hả, nó thường hay bạo hành cha mẹ lắm đó. Đúng đó. Với lại như vậy nữa nè, có thể ngày sau này mình chưa có già nữa là nó đã chối bỏ mình, nó quăng mình vô trong viện dưỡng lão ở rồi đó. Ba ơi, đi chưa ba? Rồi rồi rồi, ba ra liền, ba ra liền. Dạ. Yên tâm đi, nó không có bạo hành cha mẹ nó đâu. Ừ. Nó bạo hành, nó bạo hành hàng xóm mà. Thưa mấy ông đi đi con. Dạ. Con chào hai ông con đi. Con chào hai ông con đi. Đi đi. Dạ. Trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Bữa nay tinh thần thế nào? Mạnh mẽ nha. Bữa nay tao ổn lắm. Đừng giống như hôm qua, hẹn người ta ra đã rồi xỉu quá trời. Trời ơi, hẹn người ta đúng 8 giờ, tự nhiên 7 giờ rưỡi xỉu có đụng là sao? Hôm qua rung quá. Giờ giờ đỡ chưa? Bây giờ yên tâm rồi, bây giờ yên tâm rồi, tôi mạnh mẽ rồi. Nghe. Tôi làm sẵn cho món quà nè. Cảm ơn hai bạn. Nhớ gặp người ta phải thật là bình tĩnh. À. Đúng rồi. Khi nào mà mất bình tĩnh, hít thật sâu, thở ra thật là nhẹ nhàng. Nè. Nhớ nói với người ta cái gì không? Nói gì? Trời ơi, đi tỏ tình nói gì không nhớ hả? À, nhớ rồi. Anh yêu em. Đúng rồi. Phải nhìn thẳng mắt người ta. Làm thử coi. Anh yêu em. Đúng. Còn nói gì nữa? Nắm tay nè. Đúng rồi.
làm bạn gái anh nha. Ờ, đúng rồi đó. Được. Nhớ giống vậy nha. Ngủ lên nhau. Tôi biết rồi, cảm ơn hai bạn nhiều lắm. Cái mối tình này 5 năm yêu đơn phương rồi thì hôm nay nhất quyết cái nào phải tỏ tình cho bằng được. Cố lên. Không? Hai bạn là bạn tốt. Tôi hứa với hai bạn, khi mà Hương đáp lại tình cảm của tôi sẽ về nhà tạc tượng hai bạn để mà tôi nhớ mãi công ơn này. Hai bạn ơi. Tự nhiên tôi run quá hai bạn ơi. Anh Tùng, sao anh hẹn em hồi 8 giờ tối hôm qua mà anh không tới vậy? Tại anh mắc xỉu rồi em. Anh mệt quá, anh xỉu cho nên anh tới không được. Rồi anh có sao không? Bữa nay anh khỏe lắm, anh tự tin lắm rồi. Em nghe Dương với Nam nói là hôm nay anh có chuyện gì nói với em phải không? Dạ đúng, đúng rồi đó em. Anh có chuyện mới mời em ra đây. Anh xin thưa với em là Hương ơi. Hương ơi, 5 năm qua có một người đàn ông yêu đơn phương em. Đêm nào về cũng nghĩ tới em. Là anh. Anh yêu em. Em làm bạn gái anh nha. Giá như cái lời nói này á, anh nói vào 8 giờ tối hôm qua thì hay biết mấy. Ủa là sao em? Chính vì anh không đến á, em đã nhận lời làm bạn gái của người con trai khác rồi. Ủa là cũng có một người con trai khác yêu em hả? Ngoài anh ra còn rất nhiều người con trai khác thầm thương em. Em xin lỗi. Hương à. Hương ơi. Hương ơi, hết trò hỏi Hương. Hương ơi. Hương. Tiêu mối tình 5 năm rồi. Sao vậy? Trời ơi, xỉu giờ nào không xỉu. Xỉu đúng ngay 8 giờ mà xỉu nha ông tự. Trời ơi, cười nữa à. Các bạn yên tâm, tôi rất là mạnh mẽ. Cười nữa. Thôi, nín đi. Đàn ông con trai gì mà khóc với trang con gái vậy? Tôi khóc vì bạn gái tôi mà. Bạn gái tôi bỏ tao mà. Mày dễ thương nè, duyên dáng nè, có cơ ngơi, có sự nghiệp, còn được ba mẹ cho nguyên cái nhà to đùng. Sợ gì mà không có bồ. Thất tình thôi mà. Sao mày nhắc cái chữ thất tình gì vậy? Thất tình kệ tao. Nhắc làm tao đau. Thôi, tao biết mày buồn. Tao có chuẩn bị cho mày một món quà. Bạn tốt là vậy. Đây. Biết buồn là có quà. Sao phải đau đến như vậy? Bạn khốn nạn. Tao đau vậy chưa đủ hay sao mà mày còn tặng tao cái nỗi đau này nữa? Mày phải bình tĩnh. Mình phải biết á, là lấy nỗi đau chế ngự nỗi đau. Là sao? Thì nỗi đau nó mới qua được. Trong cái tập thơ này có rất là nhiều bài thơ hay. Mày đọc cho tao nghe thử coi. Để tao đọc cho mày nghe một đoạn nha. Hay nha. Tao đang buồn lắm á. Bản thân sợ nhất là lúc này. Tôi sợ lắm. Không muốn nhìn vào đâu nữa vì có quá nhiều cay đắng. Mày nữa rồi. Mày nhắn tới chuyện cay đắng nữa. Tôi đang buồn mà. Ôi mày đừng đọc nữa. Tao hiểu em mà Nam. Tao biết mày muốn an ủi tao. Nhưng mà giờ tao đau buồn lắm Nam ơi. Nói chơi đừng có buồn nữa mày ơi. Biết mà bạn. Nói vậy thôi chứ. Tôi nói cuộc đời của tôi á, chỉ có bạn là chi kỷ chi âm của tôi à. Cả cuộc đời người chỉ cần như vậy thôi là được rồi. Bạn ơi, tôi hiểu ý bạn rồi. Hai đứa mình bắt tay đi bạn. Từ nay về sau không bao giờ quen con gái để bị làm khổ nữa bạn ơi. Bây giờ tôi chỉ là chơi thể thao, tôi đi chơi với bạn thôi, tôi không bao giờ quen gái nữa. Đúng. Đàn ông con trai là phải như vậy. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Không quen con gái cũng để con gái làm khổ nữa. Quyết tâm lên, nhất quyết không quen con gái nữa. Tôi với bạn cùng ý kiến nè, tôi với bạn. Bây giờ tôi thấy như vậy chưa đủ đâu. Bạn để tôi chút đi. Sao? Làm gì? Tôi vô tôi lấy con dao với chim rượu tôi cắt máu bạn. Tôi cắt máu tôi chích vô đây hai mình uống thôi. Thôi được rồi. Bao nhiêu đây là anh em đủ chi kỷ rồi.
trước rồi. Anh Nam. Ờ, bà Dương kìa. Trời ơi, em gọi điện thoại anh hoài không được, mất máy gì hết trơn vậy? Phải đâu, bà Dương thấy tôi buồn qua đây an ủi tôi á. Ủa là sao? Hai người hẹn hò nhau hả? Ờ thì tụi tôi hẹn hò nhau đi chơi, không lẽ dẫn em đi theo hả? Cái gì hai người hẹn hò với nhau? Không có, giờ hết hẹn hò mà lại yêu nhau luôn rồi. Cái gì? Hai người yêu nhau? Nam, hồi nãy mày hứa với tôi sao Nam? Không bao giờ quen con gái nữa mà Nam. Tôi đi nha. Nam, Dương, trời ơi đồ phản bội, tao hận mày Nam ơi, tao nhất quyết không bao giờ tha thứ cho mày. Sao phải đau đến như vậy? Trời ơi. Ủa ba cười gì vậy? Ba nhớ chuyện ngày xưa, ba mắc cười quá ba cười. À, hồi đó cũng có ba mẹ con đó hả ba? À, đây là hình buổi tốt nghiệp của ba với lại ba mẹ con á. Dạ. Ở nhìn ba trẻ mà nhìn ốm không? Đây, tấm hình này nè. Tấm hình này là ba chụp cho ba mẹ con trong một cái quán cà phê á. Con biết lúc này con đang ở đâu không? Dạ không. Con đang ở đầu gối của mẹ con nè. Nhưng mà con nhớ là em bé được sinh ra từ bụng mà. Lúc này ba mẹ con chưa có con mà. Trời ơi. Mẹ ơi, phải chi mẹ ở đây giờ này? Nhưng mà anh Tài nè, đứng yên lại. Tôi đang nói chuyện với anh mà. Tôi đang nghe đây. Anh có thấy là tình hình khả quan không? Quan toàn khả quan. Trong điện thoại cái giọng cậu ta rất là háo hức, rất là muốn đi du lịch. Lạng quạng giờ này cậu ta đang đi sắm bikini đấy. Tất nhiên là phải háo hức rồi. Một cái tiền quê hồng quá nhiều mà. Tất nhiên là Tùng phải đồng ý thôi. Chắc chắn là đồng ý. Nhưng mà nếu chuyến đi này thành công thì chẳng những 10 lô đất mà tôi có thể đầu tư nhiều hơn nữa bên công ty anh kìa. Tùng tới. Ôi Tùng. Dạ. Tùng tới rồi. Em chào chị. Tùng có biết là Hường đợi Tùng mỏi mòn lắm không? Qua đi. À, Tùng ngồi đây đi. Rồi mình uống nước với nhau trước đã. Sẽ nói quyết định sao? Dạ thôi, em cũng muốn nói liền. Em cũng nôn nóng quá rồi chị. Nôn lắm rồi, thấy chưa, nôn lắm rồi. Dạ quyết định của em là em không đồng ý. Cái gì? Không có đồng ý. Không đồng ý kìa anh Tài. Trời ơi, cái gì vậy? Tại sao không đồng ý? Dạ thưa chị, em không thể vì lợi nhuận của mấy lô đất nền mà bán rẻ danh dự của mình. Là như vậy chẳng khác nào em tự bán mình. Bán mình gì đâu. Anh Tài, anh nói với tôi là Tùng đồng ý mà tại sao như vậy? Hả? Anh có biết là chuyến du lịch này đối với tôi quan trọng như thế nào không? Hả? Nếu như mà Tùng không đồng ý thì tất cả những dự án của công ty anh tôi sẽ hủy hết. Không có hợp đồng, không có mua bán gì hết á. Hương ơi, nghe mình giải thích này. Hương ơi. Trời ơi, cái gì vậy hả? Làm sao sếp? Tại sao không chịu đi du lịch với bà ta? Làm sao có thể làm như vậy được anh sếp? Tại sao em có thể bán mình? Trời ơi, Tùng mà, cậu quan trọng quá vấn đề rồi đó. Bán gì đâu, mình là đàn ông mà. Đi du lịch, đi business, có mất mát gì đâu. Có mất cơm, mất cháo gì đâu hả? Sếp thích Tùng? Thích sao không thích? Thích thì đi. Bà đâu có chịu anh đâu. Bà chịu là anh đi rồi. Bà chịu em, hiểu chưa? Nhưng mà em không chịu bà, em không thích. Ôi, lì quá. Tôi nói cho cậu biết nha, cậu không cần cơm, nhưng cậu phải cho công ty chút cháo chứ. Cậu có biết là bán được một lô đất công ty mình lợi bao nhiêu tiền không? Cậu suy nghĩ là mình đi. Tôi
con phải đi năn nỉ bà ta. Hường ơi, Hường ơi, Hường. Tôi nói cho cậu biết nha, cậu không cần cơm nhưng cậu phải cho công ty chút cháo chứ. Cậu có biết là bán được một lô đất công ty mình lời bao nhiêu tiền không? Cậu suy nghĩ lại mình đi. Còn tôi phải đi năn nỉ bà ta. Không có gì, mấy đứa chơi tiếp đi. Dạ chị. Nè nè nè, em nói gì nè. Nè 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 nè. Wow. Chị ơi, hả? Mình thích một bông mới mua cho em nè. Cái con có bông này nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi, đã vậy ta. Em còn nhiều thú lùng mông trong đó nữa. Em còn nhiều xe trong đó nữa, chị em vô lấy cho chị coi nha. Em cũng vậy. Từ từ thôi, đừng có chạy. Sớm hôm chẳng thể rời, vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Hãy ở bên cha dù thời gian qua, chứ hay trách con, chứ hay mắng la. Để rồi khi ta chung một nhà, hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười hà ha. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa, cho con chúng ta không bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng.